Bảo Việt Nhân Thọ đã và đang bảo vệ cho gần 16 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn gần 45.000 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, một gia đình tại Đồng Tháp đã được Bảo Việt Nhân Thọ chi trả số tiền gần 3 tỷ đồng sau khi người thân tử vong do xuất huyết nội sọ. Đây là một trong các ca chi trả lớn nhất của Bảo Việt Nhân Thọ tại Đồng Tháp. Tháng 2 năm 2021, một phụ nữ 60 tuổi được gia đình phát hiện nằm bất tỉnh trong phòng riêng. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do xuất huyết nội sọ. Trước đó, với ý thức dự phòng những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống, từ năm 2018 chị đã tham gia 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bản thân. Đồng thời, chồng và các con của chị cũng đã tham gia 10 sản phẩm bảo hiểm cũng tại công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp để đảm bảo tài chính trước các biến cố khó lường. Ngay sau khi xảy ra rủi ro với chị, công ty bảo hiểm là Bảo Việt Nhân Thọ đã nhanh chóng đến chia sẻ với gia đình và thực hiện chi trả gần 3 tỷ đồng. Nhận thức sớm về bảo hiểm, dù không thể vui vẻ sum vầy cùng gia đình, chị đã để lại món quà tài chính giá trị cho con cháu, tiếp tục xây đắp tương lai.